qua, đoàn công tác Công ty Điện lực Quảng Ngãi do ông Phạm Kim Cúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty làm trưởng đoàn, đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Trà Khê, huyện Tây Trà, đến thăm và trao quà cho đồng bào xã Trà Khê nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 100 xuất quà trị giá 50 triệu đồng và 400 bộ quần áo đã được trao tận tay 100 hộ gia đình thuộc diện nghèo và khó khăn của xã. Thay mặt đoàn công tác, ông Phạm Kim Cúc đã chúc đồng bào vùng cao vui xuân đón Tết trong an lành, ấm áp, sang năm mới nhiều sức khỏe, chí thú làm ăn, sớm vươn lên thoát nghèo và có đóng góp nhiều cho địa phương, cho xã hội. Để thực hiện cái chủ trương của ngành, của đơn vị, thì mục đích là cùng với cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa để mà góp phần cho bà con là đón Tết vui xuân cho nó đầm ấm. Thứ hai nữa là cũng thực hiện một cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách thiết thực, cũng là cái nghĩa cử của truyền thống tốt đẹp của các một con nhân viên ngành điện đối với trong cái việc chung tay giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa để làm sao bà con vùng sâu vùng xa cái cuộc sống nó thể tốt hơn, nó không còn khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi. Thì đối với lãnh đạo xã mà phải nói rằng đây là công việc mà làm rất có ý nghĩa đối với mà xã. Thì đối với bà con của địa phương thì đang cái khó khăn, thì đối với lãnh đạo thì thấy công việc này thì làm rất có ý nghĩa, thì cũng mong muốn hàng năm đối với mà lãnh đạo Điện lực Quảng Ngãi và cũng như là phối hợp với lãnh đạo của địa phương tiếp tục công việc mà thường xuyên hàng năm để mà tặng quà để bà con được có vui xuân đón Tết ấm áp và thật hạnh phúc. Đây là hoạt động an sinh xã hội hàng năm của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ công nhân viên công ty, đồng thời cũng là một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của công ty, một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.